Dạ, Ngọc xin chào toàn thể cô chú và anh chị thân mến. Ngày mới Ngọc xin chúc cho cô chú và anh chị bình an, sức khỏe và hạnh phúc ạ. Dạ, thì hôm qua của Ngọc cũng có chạy gần tới cầu Vồng Tiên, có gặp dì này quỳ gối và cầm một bức ảnh của con dì và xin tiền và khóc lóc. Dì kể là con dì bị bệnh này bệnh kia, mắc lòi u não rồi cũng rất là đáng thương, nhưng mà với Ngọc muốn chia sẻ về hoàn cảnh của dì thì dì không cho đó. Thì cũng vô tình như ngày hôm nay Quý Ngọc cũng chạy vô được với Sam, tình cờ gặp lại gì đó, thì chắc Quý Ngọc nghĩ là gì không có biết Quý Ngọc đã quên rồi, nhưng mà Quý Ngọc cũng lại chia sẻ và thăm hỏi gì thì gì cũng quỳ gối và khóc lóc van xin rồi này kia nọ, thấy rất là tội. Bây giờ Quý Ngọc xin mời cô chú và anh chị cùng với Ngọc để vào chia sẻ với hoàn cảnh của gì tí xíu nha. Đây là cô chú và anh chị, hôm qua thì Quý Ngọc cũng có gặp là dì này quỳ gối ở gần cầu Cồn Tiên. Gần cầu Cồn Tiên là coi như là cũng quỳ gối mà khóc lóc kiểu này nè, xin tiền đó. Và hôm nay á, Quý Ngọc cũng gặp lại dì này, nhưng mà hôm qua Quý Ngọc là tính chia sẻ nhưng mà dì ấy không chịu. Hôm nay bây giờ để Quý Ngọc lại hỏi dì ấy một xíu một chút. Gì rồi sao mà con thấy gì quỳ đây gì khóc, thấy tội nghiệp cái gì? Dạ dạ gì xin tiền hả? Tiền mua sữa mua gạo cho nhỏ ăn. À, xin tiền mua sữa mua gạo cho con gì đó hả? Dạ, gì cho con gửi cái này tí xíu á, gì gì nói chuyện cho rõ đi rồi con nghe coi là con gì bị sao. Khô trong bụng mẹ cậu. Dạ, Khối u trong bụng mẹ, con của khối dì là bị khối u hả? u lộn mắt á, Dạ lộn mắt mười mấy năm rồi, dạ rồi chồng bỏ rồi khổ quá, rồi mỗi lần mẹ con đi bán số nè, bán số rồi rồi nó đi hết được rồi hết vốn, giờ khổ quá, giờ xin tiền mua chục cái gạo với thùng sữa cho nó uống, dạ dạ gia vậy đình đó hả khổ, dì? dạ Nhờ nhà gì ở đâu lận? nhà ấp Bình Chánh xã Hồng Ngự á, rồi tại tại mẹ con bán với số với phạt cho đốc hoài nè, ở cho đốc ai cũng biết nó hết trơn Dạ, nhà á, gì ở Hồng Ngự hả? dạ rồi Dạ. qua phà rồi cho đốc bán, rồi vợ bệnh rồi không có vốn, hết vốn rồi Dạ. giờ ngồi xin mua thùng sữa chiên chục với gạo ăn, không phải đi mỗi ngày, lâu lâu á bán số rồi lâu lâu mới đi làm, Dạ. dạ kiếm tiền Dì năm nay được mấy mươi rồi dì? cho ăn về 59 tuổi rồi. À, dì 59 tuổi hả? Dạ. Dạ, cái tên thường gọi của dì hàng ngày là dì tên gì? Nguyễn Bá Hai. Dạ. Nguyễn Bá Hai, Nguyễn Bá Bá Hai Nguyễn. hả? Dạ. Mà dì ơi, bây giờ con nói dì nghe nè, thôi giờ dì đừng có quỳ nữa Dạ. nha. Dạ. Quỳ dì vô trong mát này đi rồi con hỏi thăm dì tí xíu được không? Dạ. Dạ. Dạ Vô đây ngồi nè dì cho mát nè, chứ dì quỳ ngồi chỗ này con thấy tội quá Dạ. Dạ thì dì năm nay cũng 59 tuổi rồi cô chú anh chị, rồi có chuyện gì đó thì từ từ dì nói, chứ bây giờ dì quỳ ở đó là sao mà được. Tôi cũng bị tiểu đường hơi bị khớp nè, đi không được, đi đi quẹt quẹt á, tiểu đường đâu có tiền đâu chị, bỏ liều vậy không có, rồi chẳng có tiền, dạ rồi đâu có tiền chị với tiểu đường, tao nó chết trong heo rồi vậy gì không có mua, không đủ tiền không mua thuốc uống, lo cho cái thằng có u não cho bụng mẹ. Đây là cái hình ở trong giấy này là con của dì đây hả? Dạ Cái này là mười mấy họ năm, tên dạ là Nguyễn Thanh Phúc, Nguyễn Văn Phúc hả? dạ Dạ thì ấp Bình Chánh xã Bình Ngự, em ấy là năm nay nó 18 tuổi rồi, cái này là 2006, dạ 2006 là em nó 18 tuổi hả 18, chị? dạ 18 tuổi rồi, có một lần mẹ con đi, giờ đi hết được rồi, giờ ở nhà có một tuổi. Dạ dạ vậy là gì ở nhà vậy còn một 11 tuổi bé 11 tuổi nữa. dạ Dạ giờ nó ở nhà rồi, giữ chú anh ở nhà làm gì hả gì? thôi có vợ rồi, vợ khác rồi, thôi năm nay 6 năm rồi. Dạ coi như là chú cái gì là thôi rồi. dạ Dạ
Thì hiện tại giờ là coi như hai đứa con là ở với gì? Dạ, rồi mới làm bán số, giờ khổ quá, đều đi xin tiền về cho con ăn lên. Cũng phải đi mỗi ngày, đi hết tiền chục cái gạo với thùng sữa rồi mới đi nữa vậy đó. Dạ. Khổ quá, vì giờ bị tiểu đường, cũng giờ cũng teo lại, đường hả? Dạ, chứ cơ cổ cũng muốn hà. Dạ. Rồi đâu có tiền đâu chị, trung tâm muốn rồi đó cứ chị và bỏ liều luôn. Dạ. Rồi xây qua tiểu đường rồi sợ chết bỏ nhỏ thôi chứ. Còn đứa 11 tuổi với bệnh khu não 18 tuổi á. Dạ. Có ba mẹ con ở à. Vậy là dì với hai đứa con. Dạ. Ở chung một nhà. Dạ. Rồi chú từ ngày mà thôi gì tới giờ là chú có hay lui tới không cái gì hả? Cũng sát bên người mình ở xã Bình Thạnh, nó ở xã Hồng Ngự cũng sát bên vậy nè. Nó có chạy xe ôm lo nhỏ kia không rồi, nó có cho con ngàn bạc chưa cho nữa. Dạ. Dạ lo nhỏ kia mà, nhỏ kia còn trẻ có ba mấy tuổi à. Dạ cũng vất vả cho gì quá ha. Dạ giờ hỏi giờ mới ngồi qua người ta cho được nhiêu nè. Dạ. 14.000 bạc. Mới qua là ngày nào gì cũng đi bán với số hết trơn ha. Dạ không, nghỉ lúc 3 tháng nay không có tiền á. Dì nghỉ 3 tháng nay hả? Dạ rồi. Bữa nay dì có đi bán không? Không, hết vốn gì, nó hết vốn gì đi. Dạ, xin ngồi xin hả? Dạ xin. Dạ. Chục cái gạo với thùng sữa cho nó uống. Dạ. Dạ. Dạ dì cũng đâu nó còn vốn đâu, còn vốn là đi bán số đâu, ngồi cực khổ. Dạ. Bị tiểu đường ngồi quỳ với đau lắm. Dạ. Dạ. À, từ đây mà về bên nhà dì là khoảng bao nhiêu cây số hay gì hả? Xa, như đi từ đây qua Châu Đốc, về đóng xe đi về 24.000 đó, về tới bên Hồng Ngự á. Dạ. Dạ. Bây giờ cậu có đi về bên Hồng Ngự tôi chỉ đường nhà á. Không, con tính chút nữa, thí dụ như là con cái gì là nói chuyện xong rồi có thể con chở gì về nhà luôn được không? Dì chịu không? Chịu mời xa đúng không? Dạ. Xa lắm hả? Xa lắm hả? Dạ, ngươi Châu Đốc. Châu Đốc rồi qua Châu mới về Hồng Ngự. Dạ. Dạ, Hồng Ngự mới vô, cậu biết Tân Hồng không? Dạ. Biết Tân Hồng có đường đó đó, nhà gì đừng. Dạ, nói rồi. Dạ, nhà gì đừng đó đó. Dạ. Dạ. Tí đi cũng được, mình thử con, của con chịu đi không? Không biết chứ gì đi được, hỏi có đường xe. Dạ. Rồi dì qua đây từ hồi lúc nào? Đi lúc qua hồi 2 giờ. 2 giờ. 2 giờ từ nhà nấu cơm nước cho con nó ăn để nhà. Dạ. 2 giờ từ đây qua tới đây là qua đây ngồi luôn đó. 2 giờ là giờ này là 3 giờ rưỡi nè. Dạ, từ lúc ảnh qua đây đó. Là coi như là dì ghé đây dì ngồi luôn. Dạ, đi xe. Dạ. Ôm vô ăn 10.000 nhưng mà không khổ kể hoàn cảnh vậy đó. Dạ. Tại bên đây nó bán số người ta quen, khi người ta gặp người ta ghé người ta cho. Dạ. Rồi bây giờ sao gì không chịu đi bán đi mà gì đi xin kiểu này vốn, thấy cực khổ luôn. Vốn gì xin mà có vốn gì người đâu có xin. Bán số khỏe vòng vòng nhà khỏe hơn. Dạ. Bán số ra ngự bán. Gì đâu có vốn. Gì khoảng bao nhiêu? Gì bao nhiêu? Triệu à. Dạ. 1 triệu. 1 triệu là đủ hả gì hả? Dạ, bán 100 vé vậy. Dạ. Rồi khổ mấy vi sinh rồi với là tại không ngồi gắn rồi cũng kiếm tiền với số nhưng mà không có đủ, như là về chục cái gạo hết 18.000 rồi, 180 thùng sữa hết 3 triệu thùng sữa nữa là có 200 280 là kiếm nhiêu cho nó ăn rồi tới nửa tháng rồi hết rồi đi nữa thôi, là ở góp ta ta sợ mình không từng góp. Dạ. Sợ chạy qua chiều 2 á. Dạ. Tao không cho mình, tao nói mình nghèo gì cho tao không được góp. Năn nghĩ tao góp 50, tao không chịu, tao nói thôi không có cho đâu. Lúc mình còn hồi mình hỏi với bán cá với bán số mà là hỏi nó ai nó cũng cho, chứ giờ mình thất bại hỏi không ai cho. Dạ. Vừa trước kia gì chưa đi bán với số là gì làm công việc gì? Hồi đó còn ở chồng bán cá, mà dạ, bán hàng cá. Ha. Dạ, đập đầu cá lóc rồi như mình thấy ông thầy chùa tu á. Dạ. Cũng lại ông phim mình á, chị đừng có đập đầu cá nữa, hưởng hưởng cho con trai chị á. Bắt cái lòi ra tới đây nè. Bắt cái lòi dữ lắm. Cậu mà cậu qua bển cậu thấy nó mắc cái lòi vậy nè, lòi dữ lắm. Nó chị đập đầu như này là như là mình ảnh hưởng dính con á. Dạ. Là thầy ông thầy nói vậy đó. Dạ. Rồi ở nhà mình có sổ hộ nghèo gì không hay gì?
không. Không hả? Dạ, không có nào. Nhà cửa đồ ở đâu quá. Có, ha. Nhà mình luôn mà. Dạ. Nhà cửa. Dạ, luôn. Dạ. Như đất đất của mình luôn á, không có ở đậu, không có ai chứ. Dạ. Đất đất của mình. Dạ. Để nãy giờ chị ngồi đây là chị xin được nhiêu rồi? Mới qua là 14 ngàn à. Dạ, 14 ngàn hả? Tại từ anh qua đây rồi đi xe ôm vô đây đến hả? Nhà người ta biết mẹ con á, người ta ghét mình châu á. Không á, là coi như là có người chở gì qua đây phải không? Chứ không phải là gì đi xe ôm. Đi xe ôm, mình đi xe buýt. Dạ. Từ bên trong mình đi xe buýt lên. Lên tới bến Châu Đốc con biết mà. Châu Đốc là mình qua đi, đi xe ôm 10 ngàn lên tới đây. Không ai chở gì trên. Sao ngày hôm qua là hình như là con gặp gì đi bán vé số. Hả? À. Ngày hôm qua là con gặp gì đi bán vé số. Đâu bán số lãnh cũng mấy vé bán à, nhưng mình xin được bán vé à. Rồi sao gì nói gì nghỉ bán vé số mấy tháng nay rồi? Không có vốn, nhưng mà nghỉ số mình là không có tiền, người ta sang mình 10 vé á. Mình lời được 10 vé lời được 15 ngàn. Vì lấy 10 vé về bán. 10 vé lời 15 ngàn hả? Dạ, tại mấy người đó sang qua cho mình bán á. Sang lại cho mình bán. Mấy người đó sang qua coi như người ta lỗ vốn luôn rồi. Lỗ mà tại ta sang mình, ta sang nhiều quá nhiều tiền, ta sang 30, 20 cũng tiền. Để có người có hơn chục mình sang mình lấy những tiền uống phê với mua thuốc cho con mình. Dạ. Yeah. Nó cứ lấy nhiều luôn, có tiền đâu lấy. Bây giờ có nói gì nghe nè. Mà, dạ. Bây giờ gì đừng có đi xin gì, đừng có quỳ gối ngoài đường kiểu này nữa. Dạ. Yeah. Coi như là tội chết luôn. À, không biết tội con người, người ta cũng khuyên con gặp cái gì đi bán vé số ngày hôm qua. Dạ. Dì không nhớ con đâu, ngày biết. Hôm qua là dì còn cái số mấy tờ là con mua hết cho dì. Dạ. Nhớ chưa? Dạ nhớ biết rồi. Dạ. Ngày hôm qua con đã gặp dì quỳ nơi chỗ chân cầu Cùng Tiên rồi. Dạ. 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 Thì con có khuyên dì rồi. Dạ. Dì nên về đi chứ dì đừng có làm kiểu này. Dạ. Nếu dì làm kiểu này chính quyền địa phương người ta thấy rồi. Dạ. Lúc đó người ta sẽ mời dì vô ta làm việc. Đó. Có cũng ta kêu hoài mình cảm cảnh, nhưng ta biết thằng này ta nói thôi chị chứ đi. Con nói gì nghe. Dạ, hoàn cảnh thì hoàn cảnh thiệt. Dạ. Nhưng mà bây giờ gì cố gắng gì đi bán vé số đi. Nói dạ. Chung là sức khỏe mình còn ha. Dạ. Chứ con nói gì nghe, nhiều dạ. Người á, người ta còn yếu ớt hơn gì nhiều lắm. Dạ. Ta đi xe lăn, ta ngồi xe lăn dạ. Nữa. Dạ. Nhưng bán mà người ta vẫn gắng cố gắng ta bán được. Dạ. Còn gì bây giờ gì còn mạnh khỏe. Gì bây giờ gì cứ đem cái giấy tờ con cái gì ra rồi gì dựa vào đó gì để gì xin tiền người ta, là con thấy cái chuyện này nó rất là bất bình. Thành dạ. Thử ra bữa nay là con muốn đến đây là con muốn chia sẻ về gì và dạ. Con muốn nói luôn cho dì nghe. Dạ. Đó, dì đừng bao giờ làm như vậy nữa. Dạ. Nói chung dạ. Mình làm như vậy á. Dạ. Người ai cũng khuyên dụ nó, cũng dụ đi quan chúng nha. Nói đừng có làm gì tội lắm. Dạ, dì đừng có dạ. Làm gì nữa. Dạ. Nhiều khi á người ta thấy cái lòng thương hại rồi người dạ. Ta gửi tiền người ta cho tiền gì dạ. Nhưng mà thực sự ra dạ. Khi ở nhà là không dạ. Biết là câu chuyện của gì là có đúng như vậy là không. Dạ. Ha. Ngay nhầm người chú công an đụng nói mình kể mình cảnh vậy chứ nó thôi đừng làm gì đó nữa khổ lắm chứ ở đây gì ở gì siêu sĩ siêu siêu thì, ngày hôm qua Nguyễn Ngọc cũng tình cờ có gặp gì cô chú anh chị. Dạ. Là coi như là dì quỳ dì cũng khóc lóc đồ này kia nọ, dì nói là con dì đang bị bệnh u não lòi mắt đó, mà trong cái lúc đó thì dì nói con dì mới có 14 tuổi thôi, nhưng mà Nguyễn Ngọc nhìn giấy thì năm nay em nó đã 18 tuổi rồi. À, xanh, nhưng xanh mà thật sự đó. Ra là mình không biết là dì đã có một người con như vậy ở nhà hay là không, hay là trên cái miếng giấy này là miếng giấy này ở đâu, cái miếng giấy này chắc con nghi đây là không phải là miếng giấy con của gì đâu. Trời, giờ không tin giờ cậu biết thằng Nguyễn không? Ai gì? Nguyễn An Giang á. Nguyễn An Giang hả? Có lẽ tới nhà biết á, điện dạ. Nguyễn An Giang biết hà, như văn của chú biết mà Nguyễn An Giang trong chuyên mình nè. Ờ thì bây giờ con khuyên gì á, gì dẫn đi bán giấy số đi, nói chung á, cái đồng tiền mình làm từ mồ hôi nước mắt ra thì coi như mình tiêu mình xài. À, tôi nói thiệt cậu ha, cậu không tin quá, cậu vô tới nhà coi, tao chạy. Thấy nó mát lòng mát dạ. Dạ. Chứ còn mà gì mà cứ lợi dụng cái miếng giấy của con gì mà gì đi ra đường gì quỳ gì xin này là con thấy là coi như là tội cho mấy đứa con gì thôi thêm nữa đó. Dạ, giờ ai cũng nói cho nói nữa sau này mình con mình có gì là mình con mình khổ lắm, người ta cũng khuyên mình vô đó. Bây giờ thì thấy không, gì nói gì khổ sở nhưng mà chị dạ. Vẫn còn đi bán vé số được. Như dì bán một ngày là cũng đâu dưới 100 vé đâu, phải không? Trăm. À, dì bán cũng đâu dưới 100 vé. Dạ. À, mà bây giờ ngày hôm qua dì gặp con, dì cũng la hết vốn, hết liếng.
Rồi bữa nay á, nói chung là bây giờ con nói ra nhất gì mới biết con. Không dòm, không dòm. Đầu là gì chưa bao giờ. Không biết, không biết gì, mái tóc của cậu biết mà. Biết mà tôi cũng cho cậu quay mình người ngay thẳng là cậu không có sợ ai quay được cho quay, quay rồi người ta tìm hiểu. Nguyễn Giang á, cậu biết Nguyễn Giang là ở Long Xuyên nè, là nắm gác nhà tôi luôn, nắm gác con tôi luôn. Dắt con tôi đi trị bệnh, đi khám bệnh luôn mà, Nguyễn Anh Giang á. Là cậu ba bấm vô cái clip Nguyễn Giang là cậu thấy à. Lúc đó là lại tới nhà tôi dắt Hồng Phúc đi khám bệnh luôn. Là hỏi bệnh gì là Nguyễn Giang biết, nó cũng bị tim đó. Tại mình nói là cậu không tin thôi. Là Nguyễn Giang nắm gia đình tôi hết luôn đó. Thì bây giờ con, mẹ con cũng là như là con cháu gì con. Dạ biết rồi. Như vậy đó. Từ nói gì đừng có làm như vậy nữa. Nói chung là mình vẫn đi bán vé số bình thường đi. Rồi tôi nói cậu có thông tin của không là cậu quay này cậu biết Nguyễn Giang mà bấm clip Nguyễn Giang vô. Cậu nhắn tin qua hỏi Nguyễn ba hai là tôi ha, là mẹ ăn Phúc, là Nguyễn Giang nói cho cậu nghe. Tại Nguyễn Giang tôi đưa Nguyễn Giang về tới nhà. Con khuyên gì là dạ, biết sợ gì. Dạ cảm ơn con nhiều. Dạ cứ ngồi quỳ gì xin xỏ kiểu đó. Rồi thí dụ như chính quyền người ta vào cuộc là không, con thương về việc của con, thương về con gì nói con. Nói chung là người ta bắt cái thứ nhất là người ta phạt gì. Người ta phạt luôn á, chứ người ta không có là thương hại mình đâu. Nói chung là biết rằng là gia đình mình khó khăn về vấn đề đó thiệt. Nhưng mà bây giờ gì còn đi buôn bán được. Vì đừng có lên làm như vậy ha. Cậu khuyên biết rồi. Cậu muốn về cậu điện Nguyễn Giang á, Nguyễn Giang. Cái chuyện đó thì nói chung là con không biết. Không phải, không ơi, cậu quay cậu biết cái clip Nguyễn Giang mà. Làm gì đây lần này lần hai rồi chú và anh chị. Hôm qua cũng Ngọc cũng gặp chị. Không phải qua nha, bữa kia, bữa kia. Bữa kia không qua không đi. Hôm tiên á, chị cũng quỳ chị cầm cái hình của một đứa bé này lên. Đó là gì cũng khóc lóc than thở. Nhưng mà làm sao hôm nay là vô tình Nguyễn Ngọc cũng gặp lại gì. Thì Nguyễn Ngọc cũng muốn chia sẻ về gì tí xíu. Nhưng mà Nguyễn Ngọc cũng khuyên gì đến tới là gì đừng có bao giờ gì xin cái đó nữa. Rồi cảm ơn con nhiều. Con thấy nhiều khi đó, giờ em ở nhà nó bị bệnh. Mà dì cứ đem hình ảnh nó ra ngoài mà dì lợi dụng khổ, không phải lợi dụng con ơi, không phải khổ gì chồng bỏ gì bệnh rồi gì không có nuôi khả năng được gì đàn bà gì không có vốn cho nuôi con. Giờ con không tin con điện Nguyễn Hân Giang cái Nguyễn bá hai là gì vậy. Nguyễn bá hai nè là vô nhà cô Nguyễn Giang kêu bằng cô hai, ở nhà cô hai là Nguyễn Giang nắm gia đình của dì hết. Chồng bỏ hay con làm sao là gì vậy? Con nói thiệt gì chứ, nếu tại vì là công an không thấy đó, nếu công an thấy. Ôi, không nãy ba ông người đi à. Không, nãy có ba ông người đi ngang cũng hỏi rồi nói thôi chị Duyên chút chứ chị đứng lên đi, công an đi ngang đi, hàng dọc 5-6 người, 7-8 người mà công an đi này nãy nè. Bán vé hết cái số rồi phải không? Bữa nay gì bán được nhiêu vé? Không có bán, không có vé nào luôn. Vì không có bán người gì, người ta săn vài chục vé rồi bỏ hổm gạch con thôi. Bữa nay không có vé nào hết trơn. Không có bán. Rồi đó thì con xin được con hỏi Nguyễn Giang đi rồi. Con khuyên gì coi như là gì vậy? Dạ không mà con gì con thương gì? Vì con khuyên gì gì cũng cảm ơn con nhiều. Tại vì con thiệt gì á, con cũng muốn đưa gì về nhà để con biết cái hoàn cảnh của gì. Nào mà nãy giờ thì như ý của gì thì cũng không muốn con trở về. Không trở về, cha con trở về đi sai con thì dắt nhận về về đỡ xuống xe nè đó con về dắt con về rồi lúc sáng là gì qua đây ai chạy không qua. Qua đâu mới qua chắc ôm đi chắc ôm không tin hỏi muốn đừng có phà cả mình đi xe ôm từ Bến Phà lên hả. Bến Phà Châu Giang hả gì rồi đó giờ con muốn gì con hỏi Nguyễn Giang á. Nguyễn Giang là con làm clip thì con biết Nguyễn Giang mà cái kết quả không biết Nguyễn Giang mà bấm cho Nguyễn Giang là biết nè. Dạ rồi vậy thôi con khuyên gì lên đi coi như gì đi đón xe gì về đi. Dì biết sao, nói chung là ông trời ông cho mình cái được cái sức khỏe là coi như là quý rồi. Chứ gì đừng có làm gì gì quỳ đây con thì con thấy con cũng thấy thương gì lắm nhưng mà con quay đâu người nghe thẳng con. Rồi phải đừng quay gì không muốn vậy. Mình cho quay cho lên cho cảm biết thành luôn. Là người sao gì mà con vừa nãy con vừa quay con gì giờ thấy con là biết liền biết là mua với số gì bốn vé không hợp nữa.
có hổm hôm qua con nó gặp gì là chắc đừng có hổm ra. Thôi vậy thôi, giờ gì đó xe gì về đi, chỗ này nắng đôi mà chị Quỳ bữa này là con thấy là một lát nữa có khi là gì đổ bệnh nữa à. Ông mà con khi nghỉ việc cũng lắm con nhiều. Dạ. Giờ gì vậy, nó gian cho việc xe đụng hai giờ, giờ chỉ có 500 triệu để nhà nuôi con đắng xuống quẹt quẹt. Giờ giá chợ bạc ngoài thì xin được hai bữa hay ba bữa thì được 500 triệu. Vậy mà có đi xin chị xe đụng bỏ hai đứa con làm gì không vợ. Thôi gì ơi gì. Dạ. Con luôn mà chị gắn chị tìm mà kiếm được á. Con nói ra gì nó giá chợ bạc ai cho được mọi người quá quá được 500 cũng được 50 triệu xe chị lớn. Có mẹ không như sự ăn nữa, chị có ẩu chuyện nó thiệt con luôn á. Rồi con biết cái nào, con biết nghĩa con cha con bấm vô, con ẩu biết nghĩa tại con cũng giúp con chị nghĩa con cha mà hỏi bàn cạnh cô ai, tại ơn chị nghĩa con cha nhưng mà cô ai mà vô nhà cô ai, vô nhà vợ nhà dần là ba lạc luôn nghĩa. Dạ. Con nghĩa con cha con hỏi bàn cạnh chị, nắm gia đình của chị nghĩa trơn à. Thì con sợ đừng tấu không coi là sớm thôi, con về cho con trở về luôn. Giờ không có hỏi thằng con đi đừng thằng nữ đi, con hỏi thằng nữ là ai biết danh của người ta chứ con à, con với hai chị hỏi là mẹ cũng mất rồi, cũng làm bắt cá rồi ba nó đến một lần và nó chỉ con vô tới nhà chị luôn. Rồi bây giờ gì ở đó là cũng như gần bên nội bên ngoại gì của mấy em đó không? Mày gốc gác gì à, lúc đó ở Bạc Liêu có chồng Bạc Liêu. Dạ. Vì có vợ Bạc Liêu về Hồng Ngự mà bên bên xứ bên chồng không là như thôi rồi coi con mình có ghẻ nữa. Cô chú không ai nhìn cho nghe cô chú cũng nghèo mà không nhìn con cô gì. Vì cũng đau làm con bụng giờ chị sống giờ bên chồng mà chồng bỏ thì cũng tới luôn chú rồi. Chú cô rồi không tới luôn con. Vậy con là hiện giờ là gì ở đất là bên chồng hả? Đất là giờ gì nắm đất của gì vậy? Dạ. Đó gì mới làm bướn lên á. Bà chồng không chịu gì, bà chồng đuổi về nữa. Chồng chịu gì á, đừng có ơn nữa nè. Vì mình có cái gì khổ cách bướn bướn á. Dạ. Đó là bà chồng mày không chịu. Vì mới đi gắn làm bướn. Vì mua lúc đó già có gì 300 ngàn vậy à. Vì cái mua miếng đất đó là 300 ngàn của chị cắt. Vợ chồng ở nha, người ta đuổi về ung cư. Vì thấy là vợ chồng tình nghĩa vợ chồng nó đứng tên lên. Không ngờ nó bỏ gì, chị mới ra chính quyền trình bày. Chính quyền nó giao của chị sang ta lại cho chị lại. À vậy đó ha. Đất của chị hồi đó mua là chị cải hoàn cảnh cho công an biết á. Dạ. Rồi mấy sang lại cho chị là đất của chị ở nó không còn đất của ai trên á. Mà bây giờ em nó bệnh nằm ở nhà vậy á, chị đi rồi ai chăm sóc em đó nhà? Thằng 1 tuổi á, chị đi. Vậy là đứa nhỏ chăm sóc đứa lớn hả? Dạ, là có hai anh em nhà, chị đi, chị nấu cơm cho nó rồi chị mới bỏ đi đó. Dạ. Chị giờ sống gì con chứ không sống gì ai chứ. Rồi em 11 tuổi có đi học không hả chị? Vốn tiền, hỏi Nguyễn Giang coi mà không có học, tới giờ không biết chữ không gì chứ. Nói chung là bây giờ thí dụ gia đình mình khó khăn này là ở địa phương người ta cũng hỗ trợ cho mình mà gì. Không có, giờ nghe con tên là mơ gì ở nhà phải không? Dạ. Con chịu khó vô qua Hồng Ngự đi. Dạ. À, con mới ra hỏi bánh xe buýt Hồng Ngự á, hỏi là nhà cô bác hai ở đâu mà vợ chồng tên là Lâm Chị đó á. Dạ. Mà mấy thằng bác chỉ vô tới chỗ nhà chị Nga luôn, nhà chị luôn. Dạ. Giải quyết lắm con, nói con biết không, con kêu như mình Nguyễn Trang bắn người chỉ vô Nguyễn Trang rất gần, tại Nguyễn vô qua nhà dì ba lần rồi. Yeah. Rồi Nguyễn Trang bắn vô cho con coi, bắn vô, quay cái nhà của mình á, bắn vô Nguyễn Trang quay cho con. Đến giờ con bắn dễ, bắn vô Nguyễn Trang được. Mà chú với dì là hồi đó có cưới nhau không? Không cưới. Dạ, có dạng như là mình gặp mình ở nhau thôi. Ở mà dạ. Có giấy kết hôn đâu, hai chồng đi làm là hên, có giấy kết hôn. Dạ. Rồi gì, tự nhiên á, thôi, nó đem ra đó mình kiếm chuyện gì với rồi kém hôn bỏ. Dạ. Kém, mình té. Có nhiều mà vậy lúc ta ghét không thích ra, không có thật gì phải nghèo cho mình. Dạ. Vậy là coi như chú cái gì là được có hai người con à? Dạ, không. Có bốn đứa mà cái thằng kia bị cảm.
Bây giờ con không tin, con vô tới nhà đi, dì nói thiệt con nghe luôn. Vậy là bây giờ là bốn người con của dì vẫn ở nhà? Không, nhỏ có chồng cô lạnh. Dạ. Rồi còn cái thằng thứ ba đi học tự nhiên trong nhà, như là bị người ta nó bị trầm cảm bị gì đó. Trầm cảm hả? Dạ, có trầm cảm. Không, 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 ai vô ha. Rồi chuyện tay tôi mở tập chúng nó chạy. À. Giờ hiện giờ trong phòng không, trong nhà không. Mà vẫn còn ở đó đó hả dì? Dạ, còn nhà được. Là trong phòng, có ngoài trong phòng không làm. Nó bị tình cảm, nói gì chứ nhiều cái mà nó phụng lính thánh em đó nữa. Rồi tối ngày là trong phòng không làm gì chứ. Là cái khi mà cảm có học đứng đáp rồi đó. Tối ngày trong phòng ông ơi, mà về nhà đi, con vô. 8 thì năm nay em nó cũng 14 tuổi rồi hả? Dạ nè, chú cái này có tiền, tiền còn không có tháng. Vậy là sáng giờ là gì không bán số hả? Dạ không, chị chỉ con gì đi trên. Không hỏi nè. Con biết vậy chỉ ra con. Dạ. Thôi điện gì nè, số hỏi cái gì nè. Thôi dạ, được rồi gì, thôi kệ. Không, con tìm nhà gì là gì cho số hỏi, vậy là gì chỉ đường cho. Dạ, dạ. Nhà này xong, rồi, rồi. Quỷ quỷ quốc á. Dạ, dạ. Rồi gì bấm, con bấm vô đi rồi, dạ. Con muốn tin là con lấy số hỏi gì. Bấm lên rồi gì ra chờ con liền. Dạ. Gì nó thiệt, nhà cửa gì. Khổ lắm, dốc gắt. Có hai đứa đó, giờ con tên Cao Hòa Xã thằng Hồng Ngự, Tăng Hồng á. Rồi con hỏi là Nguyễn có hai có cho đâu. Mới cho này xe con mà, này xe con này cũng nhỏ con gái, này của thằng trai Nguyễn Phúc nè. Rồi xuống hỏi nhà đó. Con tên con bấm đây rồi mơ gì điện nghe liền. Rồi à, thì thôi thôi dì đi về tranh thủ về sớm đi, chứ bây giờ nắng thôi mà con thấy dì quỳ đây hơi nữa là dì còn đổ bệnh đó. Thời tiết giờ này rất là nóng, cô chú dành đâu là cỡ 38-39 độ C gì đó, rất là nóng. Bây giờ có Ngọc thấy dì cứ quỳ đây hoài à, ví dụ như dì muốn xin đó thì dì đi dọc đường dì xin cũng được, cái gì cần gì dì phải quỳ gối kiểu này con thấy thảm quá trời à. Vô nhà sợ tới mình đừng có để kêu mình không dám nữa. Người ta người mấy chú công an nói giờ chị đứng lên chị vô từ nhà đi, ta cho tiền chị cũng được nữa. Chị ngồi đây mắc tự gì đó mắc tự gì đó. Yeah. Mắc cái gì tự gì đó. Dạ, rồi mấy chú thôi giờ mấy chị đi vô từ nhà xin đi. Rồi chị để hoàn cảnh như người ta cũng cho chị có tiền rồi. Mấy chú cũng kêu vậy đó mà hồi đó giờ mới xin nhà. Từ nhà biết cũng xin mà ăn đi vô quán hồi xin đi. Là cũng cháy là để hoàn cảnh kêu rồi ta cho chị. Hãy đúng thì trong phần này đúng đi. Nhà trọ vậy nãy chúng chị nhà trọ vậy đang vô nhà trọ đấy rồi. Dạ thôi vậy thôi con cũng chờ gì ha, con xếp gì cũng đi nha. Dạ con cũng chúc cho gì được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Con bữa nào con thăm rồi biết nha con mẹ. Dạ. Bạn bè con quay như là bạn bè biết nha con biết mà cũng rồi. Cô hai có hai gì đó thì hoàn cảnh tốt sao là Nguyễn Văn kể cho con nghe. Dạ thì video đến đây của Ngọc cũng xin kết thúc rồi cô chú và anh chị. Ở đây là cái tuyến đường đi vô trong núi Sam rồi cô chú và anh chị. Đó. Thì cái trường hợp của gì thì của Ngọc cũng không biết giúp như thế nào nữa. Tại ngày hôm qua của Ngọc cũng có gặp gì rồi, vì quỳ ở ngay chỗ mà trên đầu còn tiên. Rồi của Ngọc cũng có khuyên gì rồi kêu gì đi về đi. Đó thì hôm nay cũng tình cờ gặp lại gì, gì cũng quỳ ở đây nữa. Thì bây giờ của Ngọc cũng không biết giúp bằng gì bằng cách nào nữa thì thôi. Thì coi như là bữa nào có dịp đó thì của Ngọc cũng qua bên nhà gì để xem coi hoàn cảnh của gì có đúng như sự thật là những cái lời của gì nói hay không. Đó. Dạ vậy thôi video đến đây của Ngọc cũng xin kết thúc cho cô chú và anh chị. Ngọc xin chúc cho cô chú và anh chị được nhiều sức khỏe và hạnh phúc ạ.
Dạ, cô chú và anh chị nhớ bấm đăng ký Du Ngọc để Du Ngọc có thêm nhiều động lực khi chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn cho cả nhà mình nha.